Hello, chào cả nhà. Cả nhà nhìn xem này, quá chừng cây giống luôn cả nhà. Mình mới ra đi chợ tuyển á, rất là nhiều cây giống luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi ra trồng thôi. Hôm nay mình có là bông cải gì ta? Bông cải trắng hả? Đó. Súp lơ trắng, súp lơ trắng nè, cải kheo nè, rồi bắp cải màu tím nè, cà trắng nè. Cà trắng cả nhà, cà trắng này. Đó, cà trắng này hơi bự bự. Rồi cái cà trắng này á thì trái nó giống vậy nè. Trái nó dài dài giống như vậy. Đó, cà trắng. Mình có hai cây cà trắng bự. Bữa hôm mình đi chợ không phải đi Flower World mình mua. Còn này là mình nhờ bác Jerry mua giùm cho mình. Rồi cây này thì cà tím nè cả nhà. Cà tím hình như mấy trái bự trái nhỏ nữa, họ để cà tím thôi. Còn biết trái bự hay trái nhỏ. Còn này là cà giấy dê nè. Cà này là cà giống như vậy nè, đó. Giống như năm ngoái mình trồng á đó, cái cây mà được có một cây mà rất nhiều trái đó. Năm nay mình có ba cây, rồi lại một cây cà tím này với lại hai cây cà trắng này. Rồi cà trắng này rất là nhiều luôn cả nhà. Hôm nay mình đi trồng nha, quá chừng luôn cả nhà ơi. Còn cái mớ này là mình tặng bác Jerry, một cây cà chua, hai cây bí ngồi, ba cây bí đậu phộng với lại hai cây dưa lưới với lại một mớ. Còn cây cao cao này là mâm xôi đỏ. Ít nữa, lát nữa bác Jerry xuống á, mình sẽ tặng bác Jerry. Bây giờ thì mình ra vườn mình trồng trước nha cả nhà. Rồi cả nhà xem xà lách này. Nay nó bén đất quá chừng tốt luôn rồi nha. Đó, cây xà lách này. Được 2, 3, 4, 5, 5, 6 lá rồi đó. Quá chừng tốt luôn á. Bén đất rồi đó cả nhà. Còn này là hành này, hành hương mới hôm mình trồng này, cũng xanh lè luôn. Còn bên đây thì cà rốt đủ loại hết, mình trồng một khúc ba khúc như vậy là ba loại cà rốt đó cả nhà. Còn bên kia đó là ngò rí bữa hôm mình ươm á, nay nó lên quá chừng luôn á. Đó. Bây giờ thì mình sẽ trồng cải kheo màu tím này trước nè, với lại cải màu tím, với lại bông cải trắng màu bông cải trắng. Bốn cây, mỗi thứ bốn cây. Mình sẽ trồng trước đã ha. Thì hai cái loại này thì cả nhà mình quay rất là nhiều lần rồi. Một cái này là thức ăn rau củ này, với lại cái này là bone meal. Thì mình sẽ bón hai loại này cả nhà. Thì cái luống này mình đã xới đất lên rồi, mình cũng đã làm nguyên cái luống rồi, bây giờ chỉ việc bỏ cả cái phân bò lên thôi à. Đây, bao phân bò mình rắc lên nguyên bao này, nguyên một cái luống này luôn nha. Rồi, xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi trồng thôi. Thì trước tiên mình sẽ trồng bắp cải trước ha. Thôi, cả nhà xem nó cuộn này. Cuộn cứng ngắc luôn. Banh banh cái rễ ra. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia chia từng cái gốc ra nha cả nhà. Làm gì vậy? Đó, mình lấy như vậy. Góc này, góc này bốn để lấy thức ăn rau củ cả nhà. Đây này, đó mình bóc một nắm như vậy, mình bỏ từng cái hố như vậy. Mình cũng sẽ bóc một nắm bone meal vào đây luôn. Mình trộn lên. Trồng cải tím trước nha. Mình sẽ trồng cải tím vô đây. Một em. Hai.
mạc đây. Mình quên mất là mua cái này nhiều ta. Không nhớ nữa. Bữa hôm đi flower mua mà mình quên để ý giá rồi. 4-5 đô gì 4 cây hay sao đó. Banh banh cái rễ ra. Trồng dơ thôi. Năm nay là năm đầu tiên mình trồng cái cải kheo này. Mình đang ươm cả cái hạt giống mà chị Viên Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho mình á. Mình rất thích là cái cải kheo màu xanh mà nó xòe xòe đó. Bước tới nước cả nhà ơi, tới nước là xong. Và xong mấy kia rồi, bây giờ mình sẽ đi trồng cà nha cả nhà. Thì mình sẽ trồng cà vô những cái thùng này nè. Thì cái thùng này mình sẽ trồng 4 cây cà vô đây. Cái thùng này mình mua ở Costco thì khoảng tầm 9 đô la một cái cả nhà. Thuế vô luôn là 10 đô. Này nọ nè. Thì đây là đất top soil cả nhà. Mình sẽ lấy hai phần xe như thế này. Đó thì đáng nhẽ mình mua cả cái gì gọi là pit moss nhưng mà họ không có, nên là mình mua cả cái garden soil này về. Mình thay thế cho cái pit moss để cho cái đất nó tơi xốp. Rồi cái này là phân bò, này là thức ăn rau củ, rồi bone meal, với lại cái này để hỗ trợ cái rễ phát triển cho nó tốt này. Đó, pea gì gì đó, cái hạt trắng trắng, hạt trân châu màu trắng này này. Đó, để mình trộn vô đó ha. Rồi, mình bỏ vô nửa bịch hạt trân châu này, rồi bone meal 2 cup này, thức ăn rau củ 2 cup. Rồi mình sẽ bỏ mà cái bịch bự này, mình sẽ bỏ 1/3, có nghĩa là cái này, cái bịch này mình chia ra làm 3. Còn cái này thì mình chia ra làm 2 cả nhà, nửa bịch phân bò thôi, mình bỏ vô. Rồi xong cả nhà ơi, cái này là garden soil, nó giống vậy nè. Đó, nó đen ha, đen mùn ha, thích ha. Đó. Còn đây là phân bò này. Trời ơi, ra được một cái hỗn hợp á, đất nó rất là tơi xốp. Trời ơi, con giun nè, con trùn nè. Đó, quá chừng luôn. Xốp ơi là xốp luôn cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình bỏ trong thùng đây. Cả nhà ơi, một xe thì vừa đúng một cái thùng này luôn. Thì bây giờ mình sẽ trồng 3 cây cà trắng này nha cả nhà. Thì cà trắng này, bữa hôm mình mua được cái chậu này được 2 cây nè. Cái này đã thành lực 3 cây, mình sẽ trồng 3 cây thôi. Mình sợ 4 cây nó hơi chật á, nên là mình trồng 3 cây thôi. Mình thấy cả cái này là mình thấy được 2 cây luôn. Thì nó bằng giá với cái cây kia, nên là mình tẻm cả cái cây này, tại vì mình thấy 2 cây này lợi cả nhà ơi. Nhưng mà hy vọng mình chia ra nó không bị gì. Đó, rồi ok, không đến nỗi ha. Đó, mình trồng một cây mấy anh đây nè, trồng dít dắt đây ha. Đó, một cây bên đây, cây bên kia. Banh banh cái rễ này ra để cho nó tủa ra cho nó lẹ. Đó, còn cây này mình trồng mấy gốc bên đây. Như vậy nó khỏi bị đụng nhau. Gì đây? Japanese long eggplant là cái cà giá dê giống như là năm ngoái mình trồng đó. Mình sẽ trồng 3 cây này vô trong cái chậu này. Cả nhà mà nhớ năm ngoái mà mình trồng có một cây cà này thôi ha. Mà trái gì mà trái ăn không hết luôn rồi nha. Năm nay mình sẽ trồng 3 cây. Đó. Không biết là có trái nhiều giống như năm ngoái không. Chứ năm ngoái là trời ơi mẹ ơi. Ta nói một cây mà ăn hoài ăn mãi không hết luôn á. Năm nay mình sẽ trồng vài cây nhiều hơn. Năm nay cà nhiều hơn năm ngoái cả nhà ơi. Đủ loại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trồng cái loại cà này cả nhà ơi. Cà trắng... Snowy hả? Snowy hay gì á?
Eclan, biết đọc đúng không nữa. Nói chung là cà màu trắng đi, đó, hơi mập mập ú ú một chút. Bên kia thì màu trắng nó hơi dài, cà trắng này thì nó dài. Đó. Nhỏ mà dài, còn bên kia thì mập và tròn, đó. Còn cái cây cà màu tím nãy ở nhà thì mình nghĩ chắc là mình sẽ trồng riêng ra một chậu. Chứ cây này màu tím này nó hơi bự. Mình sẽ trồng riêng, còn ba cái cây này mình sẽ trồng vô cái chậu này. Trời ơi, năm nay tha hồ mà nấu cà ha. Cà nấu mắm nè, cà nướng nè, cà xào nè, cà chiên nè, cà gì nữa trời. Mình đang suy nghĩ không biết làm món gì với cà đó cả nhà ơi. Mới trồng mà đã suy nghĩ món ăn rồi đó. Chịu nổi mình không? Cả nhà ơi, cái cây này là siêu sướng luôn cả nhà. Cả nhà biết sao sướng không? Tại vì là độc quyền một chậu. Nó không đụng hàng dai hết. Bên kia thì phải chia sẻ ba cây với nhau. Còn cái cây này sướng này. Em này sướng hen. Có nhà riêng. Còn em kia thì phải share room rồi. Bọn em này xuống đây. Rồi thì là xong. Tới nước là xong rồi nhà ơi. Tới nước cả nhà ơi. Mấy em cào chị ơi, cho chị nhiều cái nha. Cả nhà ơi, cuối cùng cũng xong rồi cả nhà. Thôi đi vô, kiếm gì ăn thôi. Đói bụng quá rồi. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, ủng hộ Nhung Hà một like, đăng ký kênh ủng hộ Nhung Hà với nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, mua hạt giống và cây giống về trồng cho vui cả nhà ơi. Bye bye.